chúng mình không hợp nhau đâu. Em biết là trong hai đứa mình, đứa không ra gì là em. Cho nên là anh tìm người phù hợp hơn nhá. Đừng có lý do lý chấu nữa. Bây giờ em thích cái thằng bốn bánh, em muốn hất anh ra ngoài đúng không? Này, hôm trước ấy, em còn giả vờ đau bụng để đuổi anh về đấy. Anh dại như không ngu đâu, anh biết hết đấy. Không phải anh Dũng thì cũng là một người khác, mà mãi mãi không phải là anh đâu Cân ạ. Em đang muốn làm điều tốt đẹp nhất cho anh đấy. Anh đừng thích em nữa. Nó nghĩ tao là trẻ con mẹ. Tao thừa biết nó muốn hất tao ra ấy là để nó tán tỉnh cái thằng bốn bánh bốc toàn mùi tiền kia kìa. Mày kệ chúng nó đi. Sao lại kệ? Mày có biết nó hất tao đi bao nhiêu lần rồi không? Mà lần nào ấy, nó cũng tỏ thái độ với tao láo lắm, rất láo. Thế mà bây giờ nó lại nói giọng tử tế với tao là anh thích người khác đi. Tao mà thích được người khác ấy thì cần gì bao nhiêu năm nay tao phải tán tỉnh nó như thế. Nghĩ mà cay, cay không chịu được. Làm sao mà sưng từ tối đến giờ đấy? Giận nhau với ông Khoa à? Toàn chuyện linh ta linh tinh. Mà em cũng nói rõ ràng với ông Cân rồi, chấm dứt rồi. Cái gì? Chấm dứt á? Ừ. Cho nên là từ bây giờ em có làm quen hay tán tỉnh ai thì đừng có mà lôi ông Cân ra ngáng đường ấy, khổ lắm nữa. Đào, mở cửa ra. Tiếng ông Cân à? Đào, mở cửa ra. Bốn mặt một lời cô nói đi. Có phải là cô thích cái thằng bốn bánh như cô đá tôi đúng không? Mà bé bé cái mồm thôi. Khuya rồi, em đang đi ở nhờ đấy. Thôi đi vào nhà nói chuyện đi. Này này, ai cho vào mà bán kia? Cẩn thận. Anh Khoa, anh lôi cổ ông về đi. Em chả có gì để nói đâu. Không về. Đồ cạn tình cạn nghĩa. Thế nào? Thành muốn tôi không cạn tình cạn nghĩa với anh chứ gì? Thế thì thành đạt đi, giỏi giang đi, nhà lầu xe hơi đi. Trên răng dưới dép lốp thì lấy tư cách gì ra để đòi tôi phải hết lòng hết dạ với anh? Vừa phải thôi. Ăn nói đi cẩn thận mà. Nói như kiểu tát vào mặt nó thế à? Chắc gì em đã xứng đáng thằng bạn của anh nó lên mặt. Lại còn được cả anh nữa. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai anh cứ dính lấy nhau ý, cho nên mới không ngóc đầu lên được đấy. Như thế bảo sao bà Uyên đi nhìn đứa khác thì cũng cố mà chị. Đâu. Đêm hôm rồi, anh nói nhỏ được không? Tao không nói nhỏ đấy. Hả? À, mày nghĩ mày có tiền thì mày thích nói gì nói à? Không để cho anh ngủ à? Đứng lại. Cái thằng hình người kia. Mày cũng thích tao đúng không? Mày yêu nó đúng không?